Kính thưa quý vị, Đồng Tháp là cái tên quen thuộc với du khách yêu miền Tây. Nơi đây thiên nhiên ưu đãi, không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, rất phù hợp với các hoạt động du lịch sinh thái. Và Lai Vung đã từ lâu được coi là một điểm đến thú vị tại Đồng Tháp. Mỗi dịp giáp Tết thì du khách đua nhau kéo về nơi đây tham quan vườn quýt hồng Lai Vung nổi tiếng. Năm nay, lễ hội Quýt Hồng lần thứ nhất ở huyện sẽ được tổ chức vào đầu năm 2023, dự đoán sẽ thu hút đông du khách về với Lai Vung. Nên vào thời điểm này, một số điểm tham quan vườn Quýt Hồng và cơ sở nem trong huyện đã có sự đầu tư mới để tiếp đón du khách gần xa. Và không khí rộn ràng cùng hình ảnh tất bật chuẩn bị cho lễ hội đặc biệt này sẽ mở đầu cho tin nóng hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Để mở cửa đón khách tham quan trong mùa lễ Tết này, chủ điểm tham quan vườn Quýt Hồng Ba Liên, xã Long Hậu đã đầu tư gần 200 triệu đồng để xây dựng thêm khu nghỉ chân trong vườn quýt, lót đan lối đi ra vườn và trồng thêm hoa. Xây thêm nhà chờ, rồi bắt thêm những chỗ bắt võng cho khách để có thể nghỉ chân, rồi sửa lại đường đan và sử dụng những vỏ xe tái chế đặng làm những cái mô hình. Em xây thêm một số tiểu cảnh để cho có chỗ cho khách du lịch để có chỗ thì check-in và chụp hình đẹp hơn. Đối với cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Tân Thành, khi du khách ghé mua nem, ngoài có thể tham quan quy trình làm nem của cơ sở, thì trong dịp này, cơ sở còn bố trí thêm một khu riêng biệt cho du khách trải nghiệm tự gói nem mang về, làm quà cho người thân, bạn bè. Cơ sở chuẩn bị bàn hoặc là thêm xác thử những món ăn của Lai Vung với cho khách ngồi nghỉ ngơi uống nước chút xíu rồi ăn những cái đặc sản của cơ sở mình. Chúng ta có một cái bước chuẩn bị trang trí rồi cũng như trưng bày cũng như là giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm của mình để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách phương xa người ta đến để người ta tham quan rồi người ta mua sắm. Toàn huyện Lai Vung hiện có 7 điểm tham quan vườn Quýt Hồng mở cửa đón khách và 2 cơ sở làm nem có khu cho khách nghỉ chân và tham quan. Hiện các nơi này đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan và háo hức chờ đến ngày khai mạc lễ hội Quýt Hồng lần thứ nhất diễn ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2023.